Hầu hết người kinh doanh không biết điều này nên họ tiếp tục bị thất thoát tiền bạc. Cho nên xin hỏi các bạn như anh chị, mình giống như Lanh ngày trước, Lanh cũng từng kinh doanh online anh chị. Nhưng mà Lanh cũng nhập rất là nhiều hàng hóa, mỗi tháng Lanh có thể là nhập vài trăm triệu đồng. Nhưng mà vì không có vì cái cách quản lý tiền, cách quản lý tài chính thì Lanh đã không có thể giữ được cái dòng tiền của mình anh chị. Và Lanh thấy rằng ối hàng của mình cũng bán đi được, mình cũng có đồ nhóm, nhưng mà không hiểu sao á, mình càng phát triển á thì mình càng vay tiền nhiều hơn, mình càng phát triển thì mình càng không dư tài chính. Thì Lanh cũng không hiểu lý do vì sao, cho tới khi Lanh khao khát thay đổi cái tài chính của mình. Và Lanh đã gặp được một người thầy và chia sẻ cho Lanh một cái công thức cực kỳ đơn giản. Nhờ ứng dụng cái công thức này và Lanh đã liên tục gia tăng tài chính của mình trong hơn 2 năm vừa qua. Thì cái công thức đó như sau ạ. Đầu tiên anh chị hãy chuẩn bị cho mình một cái lọ đóng suốt như thế này và hãy ghi lên đó chính là tự do tài chính. Và mỗi ngày anh chị hãy bỏ ít nhất là một cái tờ tiền vào trong quỹ này. Có thể là 50.000, có thể là 100.000, thậm chí là 1.000, bao nhiêu cũng được. Quan trọng là cái cảm xúc của anh chị khi mà bỏ vào. Anh chị hãy bỏ bằng cái tình yêu thương, bằng cái lòng biết ơn của mình đối với tiền. Và anh chị biết điều gì sẽ xảy ra không ạ? Ngay trước khi mà Lanh không biết cách quản lý tài chính và Lanh đã không giữ được tiền của mình và Lanh phải ngồi ở chờ để mà bán hàng rong anh chị, thì lúc đó Lanh chỉ có bỏ một tờ 1.000, 2.000 như vậy thôi anh chị ha. Nhưng mà từ những cái đồng tiền đó, theo luật hấp dẫn đã thu hút tới cho Lanh những cái cơ hội mới, những con người mới, những đối tác mới, những khách hàng mới. Nhờ điều đó thì Lanh đã liên tục gia tăng tài chính của mình. Và anh chị hãy nhớ một nguyên tắc đó chính là đừng bao giờ chi tiêu quá 90% số tiền mình kiếm được. Hãy bỏ ít nhất là 1/10 vào quỹ tự do tài chính của mình. Và số tiền này chúng ta tuyệt đối là không được chi tiêu anh chị nhé. Số tiền này chúng ta chỉ dùng để đầu tư, để gia tăng tiền bạc và tài chính cho mình, trả cho mình giàu lên mà thôi. Và mỗi ngày anh chị hãy dùng một cuốn sổ để mà anh chị có thể là kiểm điểm lại cái số dư trong quỹ của mình. Và anh chị hãy ghi lại cái số dư trong cái sổ đó. Và mỗi ngày liên tục như vậy thì anh chị biết điều gì sẽ xảy ra không ạ? Cái hũ quỹ tự do tài chính này, nó theo luật hấp dẫn sẽ giống như là một cái cục nam châm. Và nó sẽ chuyển đổi anh chị từ cái việc chưa dương sang dương tài chính. Nó sẽ giúp cho anh chị có thể thu mọi nguồn lực để mà mình có thể liên tục gia tăng cái dòng tiền của mình. Và nếu như mà anh chị chưa tin thì anh chị hãy thử một lần trong đời, hãy ứng dụng cái công thức này và anh chị sẽ thấy phép màu nó hiện ra trong cuộc sống của anh chị. Và khi mà anh chị ứng dụng và thành công thì hãy nhớ quay lại và comment ở đây ăn mừng thành công công Lanh nhé. Lanh xin chào và Lanh xin chúc cho anh chị càng ngày càng thành công, càng ngày càng dư dả tài chính nhé.